Tập 40. Lời con nói là thật sao? Thật, Lăng Tiêu thực sự không vui vì việc này. Dù sao Đại Tây Lương do Đại Dương nắm giữ, nhưng mà gần đây sức khỏe của Đại Dương không tốt, vậy nên là do Lăng Tiêu phê duyệt. Hiện giờ Đại Dương để thử phò mã cũng là chuyện theo lẽ đương nhiên. Ta nghĩ Lăng Tiêu không nên không vui vì chuyện này. Lăng Tiêu không phải không vui vì việc này. Lăng Tiêu cũng biết Dương Hậu thương chàng. Chỉ là gì? Dù sao nói rõ vậy, Lăng Tiêu cũng là cháu ngoại ruột của Dương Hậu, con cũng là cháu ruột của Đại Dương. Chúng ta là thân càng thêm thân, có phải không cô cô? Đúng vậy. Hiện giờ ca ca tẩu tẩu ta đã không còn. Đứa nhỏ Lăng Tiêu này là do ta một tay nuôi lớn. Đó là huyết mạch duy nhất của Lăng gia chúng ta. Ta thương nó không ít. Lăng Tiêu biết cô cô thương chàng. Lăng Tiêu cũng luôn biết ơn cô cô. Hơn nữa luôn cẩn thận muốn làm tốt việc. Lăng Tiêu không phải muốn tranh quyền gì. Chỉ là gì? Lăng Tiêu cảm thấy để một người trung nguyên quản lý chuyện của Đại Lương chúng ta quả thật không được ổn thỏa. Đúng vậy, ta cũng sẽ cân nhắc điểm này. Cũng vì như vậy, ta mới không để Tiết Bình Quý làm. Chỉ có điều Đại Dương đã quyết, bổn hậu cũng hết cách. Đại Dương trước giờ đều nghe lời Dương Hậu. Chỉ cần Dương Hậu lên tiếng, chắc chắn Đại Dương sẽ cân nhắc. Dù sao chúng ta vẫn cần dĩ hòa như quý. Nếu để một người trung nguyên quản lý chuyện của Đại Lương, nếu người trung nguyên này cấu kết với Đại Đường, vậy không phải Đại Lương của chúng ta sau này sẽ... Việc này không phải là không có khả năng này. Được rồi, cô quay về nói với Lăng Tiêu. Chuyện này cô biết rồi. Ta nhất định sẽ nghĩ cách để Đại Dương lập nó làm trữ quân. Chỉ cần Lăng Tiêu làm trữ quân, vậy không phải Đại Lương vẫn ở trong tay chúng ta sao? Đúng vậy cô cô, Lăng Tiêu rất tôn kính người. Đứa nhỏ Lăng Tiêu này từ nhỏ ngoan ngoãn, ta thương nó không kém gì đại chiến. Đúng vậy, Lăng Tiêu hiểu rõ, hơn nữa cũng luôn cảm kích trong lòng. Từ nhỏ Lăng Tiêu lập chí phải khiến cô cô tự hào. Đứa nhỏ này cũng vậy bé quá, ta chưa từng cho rằng nó không khiến ta tự hào. Đứa nhỏ này có thể trở thành đệ nhất dũng sĩ của Đại Lương chúng ta, ta đã cảm thấy rất an ủi. Nếu đã vậy, để đệ nhất dũng sĩ Đại Lương nắm giữ Đại Lương, không phải khiến Đại Lương càng thêm lớn mạnh sao? Ta cũng cho là vậy. Yên tâm, chuyện này cứ để ta xử lý, không cần phải lo gì đâu. Tạ Dương Hậu. Mời công chúa dùng trà. Không uống, mang đi. Công chúa, người đừng tức giận mà. Có chuyện gì thì nói với phò mã. Sao vậy, ai chọc giận nàng? Vừa rồi không phải nàng dẫn con theo sao? Phò mã cũng khó trách công chúa tức giận. Ngài biết không, vừa rồi ngậm miệng, lui xuống trước đi. Dạ. Công chúa của ta, rốt cuộc là có chuyện gì? Chàng biết không, vừa rồi mẫu hậu gọi ta tới, lại nói với ta sau này tấu chương trong triều không cần chàng phê duyệt nữa. Không phê duyệt thì thôi, đâu có gì to tát. Không to tát là thế nào? Ta thật không ngờ Lăng Tiêu lại là người như vậy, giả tâm lớn như vậy còn muốn tranh với chàng. Nàng nói như vậy là ta giận đó. Phụ Dương đang khỏe mạnh, thiên hạ Đại Lương hiện giờ đều thuộc về Phụ Dương, có gì mà tranh? Không phải ta muốn tranh, nhưng thế nào thì ta cũng là công chúa của Đại Lương.
đương nhiên do phò mã của ta kế thừa. Công chúa, Bình Quý đừng đàn yêu thương. Hiện giờ có hai đứa con đáng yêu, ta đã thấy hài lòng rồi. Ta biết tính chàng trước nay không thích tranh giành. Nhưng mà ta cảm thấy lần này Lăng Tiêu thực sự quá đáng rồi. Ta thấy Lăng Tiêu không phải kiểu người tranh quyền đoạt lợi, có thể là mẫu hậu có điều lo nghĩ. Dù sao ta là người dân Đại Lương, chàng đã quy thuận Đại Lương, chàng là người Đại Lương. Được rồi, chuyện này theo ý mẫu hậu nàng cứ định đoạt vậy đi. Công chúa, có nàng là ta mãn nguyện rồi. Nhưng mà nàng nghe ta nói một câu, Lăng Tiêu vì nàng có thể đã tận tâm tận lực, hắn vì để nàng hạnh phúc từ bỏ các cơ hội thành thân với nàng mà tác thành cho ta. Ta thấy hắn là một người rất đáng kính, vậy nên đừng vì chuyện này mà không vui với hắn có được không? Chàng nghĩ vậy thật sao? Ta thật sự nghĩ vậy. Nhưng cũng vì chàng là người như vậy nên ta mới yêu chàng sâu đậm. Đại Dương, dậy sớm như vậy là chuẩn bị thượng triều sao? Trong triều có Bình Quý và Lăng Tiêu xử lý, mọi việc đều yên ổn. Bổn Dương thấy thời tiết hôm nay không tệ, muốn đi săn bắn. Dương hậu, nàng cũng cùng đi đi. Ta thấy ta không đi đâu. Gần đây luôn cảm thấy eo tê lưng đau. Với lại ta cũng lâu lắm rồi không đi săn bắn, thấy không quen. Người đi một mình đi. Bổn Dương muốn bảo Lăng Tiêu với Bình Quý cùng đi. Lăng Tiêu và Bình Quý không phải chúng ta giúp người xử lý chuyện triều chính sao? Hay để Đại Chiến đi cùng với người? Thôi đi, tâm tư hiện giờ của Đại Chiến đều ở nơi người của hai đứa bé. Ta thấy thôi đi, vẫn là để Bổn Dương đi một mình. Đi Đại Dương, một mình đi người phải cẩn thận. Dương hậu yên tâm đi, Bổn Dương đã đi săn mấy chục năm rồi, không sao đâu. Đi. Các người hầu hạ Đại Dương cẩn thận. Dạ. Trương Dĩ. Tiểu Liên, sao muội ở đây? Trước đây lúc ta ở đây cùng phu nhân và ta đi thắp hương, từng đi qua con đường này, nhìn thấy các huynh sinh ở đây, vậy nên ta tới tìm các huynh. Phải rồi, huynh cầm cái này đi. Đây là gì? Trong này là vài món ăn, còn có ít bạc dụng. Chỗ ngân lượng này là ta tiết kiệm gom góp lại, vậy nên huynh phải mua ít đồ bồi bổ cho tiểu thư có được không? Không, việc này không được Tiểu Liên. Nhị tẩu đã dặn rồi, không cho ta lấy đồ của cô. Huynh nghe lời ta hay là nghe lời tiểu thư ta? Ta nói thì huynh cứ làm đi. Ta... Quỳnh nói đi. Ta nói, ta đương nhiên là nghe lời cô. Vậy mới đúng chứ. Phải rồi, thực ra ta đã biết tình hình của các huynh. Ta còn nói chuyện này cho đại tiểu thư. Người cũng rất tức giận với chuyện này. Hiện giờ nơi trọng yếu quanh kinh đô vẫn do Ngụy Báo phụ trách. Đại cô gia đã nói với Ngụy Báo muốn hắn chỉnh đốn lại trị an Trường An, huynh biết không? Có thể là đám đại miêu sẽ bị bắt đi. Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi. Sau khi tìm được đại miêu đáng chết đó, nhất định phải đánh mạnh vào bông của hắn, đánh cho bông của hắn nở qua, đánh cho hắn gọi ông mới được. Phải rồi, gần đây tiểu thư nhà ta thế nào? Nhị tẩu đã dặn nếu gặp Tiểu Liên tuyệt đối không được nói chúng ta sống không tốt. Nếu không, phu nhân và mọi người vẫn muốn đi thăm nhị tẩu, như vậy càng khiến trong lòng nhị tẩu thêm bi thương. Rốt cuộc thế nào, sao ngươi không nói? Lẽ nào tiểu thư nhà ta bị ốm sao? Hay là như thế nào, quên nói đi. Không, nhị tẩu khỏe lắm. Cuộc sống của dì tẩu hiện giờ vẫn giống hệt trước đây, vậy nên không có gì thay đổi. Vậy cứ nói tiểu thư không sao là được, làm ta lo lắng quá.
Thực ra chỉ cần tiểu thư bình an vô sự là ta đã yên tâm rồi. Tiểu Liên, muội có còn nhớ muội nói sau khi nhị ca quay về muội sẽ đồng ý lấy ta, vậy cũng phải đợi cô gia về rồi nói. Thực ra tiểu thư nhà ta vẫn luôn tin là cô gia còn sống trên đời. Thật ra ta cũng hy vọng cô gia có thể quay trở về. Phải rồi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Quỳnh nhanh chóng mang đồ về tặng cho tiểu thư. Nhớ giúp ta mua ít gạo và cả thịt bồi bổ cho tiểu thư biết chưa? Tiểu Liên, việc này muội cứ yên tâm. Tiểu Liên, muội cũng phải bảo trọng có biết chưa? Ta biết rồi, huynh cũng phải bảo trọng đó. Ta đi đây. Cô gái tốt như vậy ta không thể đánh mất. Xin ông trời phù hộ. Nếu đời này dương dĩ ta có phúc, hãy để Tiểu Liên làm thê tử của ta. A-di-đà Phật, xin ông trời phù hộ. Chuyện này là sao? Khởi bóng dương hậu, đại dương ra ngoài đi săn, kết quả gió ngựa đá ngã xuống khe núi, đại dương đã bị thương nặng. Nhanh, mau mời thái y. Dạ. Đại dương, người tỉnh lại đi. Người tỉnh lại đi, đại dương. Đại dương. Thái y, thế nào rồi? Suốt cuộc sao rồi? Phụ Dương à, như vậy phải làm sao? Thái y, hai ngày đã khám nãy giờ rồi, rốt cuộc thương thế của đại dương thế nào? Khởi bẩm Dương hậu, theo kết quả chẩn đoán của lão thần, đại dương đã gãy xương sườn, đâm vỡ nội tạng, e là sẽ không thể nào sống được. Dương hậu, ngài phải kiên cường lên, mau đi tìm thái y khác tới đây. Thật tuân chỉ, đi. Đại dương, đại dương à, người tỉnh lại đi, đại dương. Đại dương, tỉnh rồi, người tỉnh rồi. Phụ dương, đại dương tỉnh rồi. Đại dương, mọi người đều ở đây sao? Ta cảm thấy không ổn rồi. Ta không ổn, không sao đâu. Đại dương, thái y nói không có gì đáng ngại, hãy yên tâm đi. Đại dương, ngài đừng lo lắng gì hết. Không sao đâu. Ta biết ta đã bị thương rất nặng. Mọi người đừng an ủi ta. Đại dương, người phải bảo trọng. Đại dương, người sẽ không sao. Phụ dương, người đừng nghĩ lung tung. Người chắc sẽ sống lâu trăm tuổi. Nhưng bà ta, nhưng ta. Phụ dương, người đừng nói nhiều nữa. Chút nữa thái y sẽ đưa thuốc tới. Người uống thuốc vào là khỏe thôi. Không sao đâu. Không sao. Bổn dương không nói thì không kịp. Bổn
Bổn Vương muốn truyền dương vị cho, muốn truyền lại cho. Cho Đại Dương, chuyện truyền vị từ từ nói, người dưỡng thương quan trọng hơn. Bổn Vương không nói thì không kịp. Bổn Vương muốn truyền vị cho, truyền cho, truyền cho, truyền cho. Truyền cho Bình Quý. Đại Dương, Phụ Dương, Đại Dương, Đại Dương, Đại Dương, Đại Dương, Phụ Dương, Phụ Dương. Dương hậu giá đáo. Tham kiến Dương hậu. Bình thân, lễ an táng của Đại Dương mọi người đều đã vất vả. Thương xót của các vị đại thần trong lòng bổn hậu đều biết, nhưng đại quân ta không thể một ngày không có quân. Vậy nên hôm nay bổn hậu muốn hỏi các vị đại thần, suốt cuộc nên lập ai làm vương? Khởi bẩm Dương hậu, vi thần cho rằng Lăng Tiêu đại tướng quân anh dũng thiện chiến là đệ nhất dũng sĩ của Đại Lương ta, chiến công lớn lao, hơn nữa lại được lòng dân. Vi thần tiến cử đại tướng Lăng Tiêu làm người được chọn cho vương vị Đại Lương. Khởi bẩm Dương hậu, theo chính thống nên do công chúa đại chiến kế thừa vương vị, nhưng Đại Lương ta trước nay chưa từng có nữ nhân cầm quyền, vậy nên di thần tiến cử phò mã Tiết Bình Quý làm người thừa kế vương vị. Khởi bẩm Dương hậu, chuyện này nên do Dương hậu tự mình quyết định. Ta cảm thấy vừa rồi bọn vị đại thần nói không sai, Lăng Tiêu là đệ nhất dũng sĩ Đại Lương, ta tin ngài ấy sẽ quản lý Đại Lương, người khác chắc chắn không dám xâm phạm. Nhi thần khởi bẩm mẫu hậu, luận về anh dũng thiện chiến đương nhiên là thuộc về Lăng Tiêu biểu ca, nhưng muốn làm đại vương của Tây Lương chúng ta, chỉ anh dũng thôi thì không đủ, phải nhìn xa trông rộng. Phò mã là người đọc nhiều sách, văn võ tài lược đều là thượng thừa, hơn nữa phò mã có trái tim nhân hậu, nếu do ngài ấy làm đại vương của Tây Lương chúng ta, chắc chắn sẽ chăm sóc con dân để con dân được an cư lạc nghiệp. Ta nói này công chúa, ý của người là Lăng Tiêu hiếu chiến, có phải không? Lệ Na, ta không nói như vậy, xin tỷ đừng bẻ cong sự thật. Sao Lệ Na lại bẻ cong sự thật? Công chúa, tuy người là con gái ruột của Đại Dương và Dương hậu, nhưng Đại Lương là thuộc về con nhân Đại Lương, người không thể mang lòng riêng. Câm miệng. Lòng riêng là thế nào? Tỷ đừng quên Đại Lương chúng ta trước nay coi trọng con dân, chứ bà cũng cần có người lãnh đạo. Ta cho rằng Tiết Bình Quý lãnh đạo,
Đại Lương mới có hy vọng. Ta cảm thấy do Lăng Tiêu lãnh đạo mới có thể khiến Đại Lương giàu mạnh, không tới lượt Tỷ lên tiếng. Trên đại điện, hai người cãi nhau ầm ĩ còn ra thể thống gì? Chuyện này bổn hậu cho rằng nên để mẫu hậu, người đừng quên trước lúc lâm chung, phụ vương đã chỉ định muốn truyền dương vị cho phò mã, người không quên chứ? Lăng Tiêu bẩm tấu Dương hậu, nói đi. Dương hậu, nếu lúc này chúng ta xảy ra bất hòa giữa tranh giành dương vị thì thật không khôn ngoan. Đúng vậy, sẽ bị lân bang chê cười, thậm chí sẽ bị người khác bắt nạt. Dương hậu, trước đây lúc đại dương lâm chung từng căn dặn giao dương vị cho phò mã, vậy nên Lăng Tiêu cảm thấy dương vị vẫn nên giao cho phò mã mới đúng. Chàng nói cái gì vậy? Lăng Tiêu to gan, xin giao dương vị Tây Lương cho phò mã Tiết Bình Quý. Khởi bẩm Dương hậu, Lăng Tiêu tướng quân anh dũng, nhìn xa trông rộng, xa gần đều biết, vậy nên cứ để ngài ấy kế thừa dương vị là thích hợp nhất. Phò mã, chàng đừng có khiêm tốn. Công chúa tuyệt đối không được nói nhiều. Nàng còn nói nữa sẽ đẩy Bình Quý vào chỗ bất nghĩa. Đừng như vậy. Công chúa đừng như vậy. Giờ đây phò mã đã lên tiếng, vậy bổn hậu cho rằng dương vị này, khởi bẩm Dương hậu, Lăng Tiêu vẫn cảm thấy vị trí đại dương nên giao cho phò mã Tiết Bình Quý. Chỉ có điều Lăng Tiêu vẫn có một thỉnh cầu. Người nói đi. Dương hậu, nếu vị trí đại dương giao cho phò mã, vậy ta nghĩ Đại Lương nhất định sẽ càng giàu mạnh. Nhưng nói tới thống soái dẫn binh, Lăng Tiêu vẫn rất tự tin. Vì vậy Lăng Tiêu tại đây thỉnh cầu truyền vị trí đại dương cho phò mã Tiết Bình Quý, nhưng binh quyền thì giao cho Lăng Tiêu ta nắm giữ. Lăng Tiêu, quân như vậy thật quá đáng rồi. Từ khi Đại Lương ta thành lập, binh quyền vẫn luôn do Đại Dương nắm giữ. Ở trong tay huynh, vậy Đại Dương không phải chỉ là con suối sao? Công chúa, nếu Đại Dương cần dùng binh, Lăng Tiêu nhất định sẽ toàn lực phò tá. Đại Dương vẫn là thống soái cao nhất Đại Lương ta. Binh quyền giao cho Lăng Tiêu có gì không thể? Huynh, đại chiến. Bổn hậu cảm thấy lời Lăng Tiêu nói rất phải. Nếu đã vậy, bổn hậu hạ chỉ phong phò mã Tiết Bình Quý làm dương, còn Lăng Tiêu phong làm thân dương, nắm giữ binh quyền. Dương hậu anh minh. Nhưng mẫu hậu, con không đồng ý đại chiến. Nếu con không đồng ý, vậy mẫu hậu cũng không đồng ý để Tiết Bình Quý kế thừa dương vị. Nếu các vị đại thần không có dị nghị gì, 3 ngày sau tân dương đăng cơ, bãi triều, cung tiễn dương hậu. Tức chết ta mà. Có gì mà tức giận? Không phải như đàn muốn ta đã làm đại dương rồi sao? Đúng là chàng làm đại dương, nhưng đại dương không nắm tam quân, chẳng có chút thực quyền nào. Chàng có biết chàng chỉ là một con rối? Sớm biết như vậy, ta không cần tranh nữa. Công chúa, thật ra người tranh là đúng.
phò mã làm đại dương, người sẽ là dương hậu danh chính ngôn thuận. Sau này người cũng có thể nghĩ cách lấy lại binh quyền. Châu Lộ nói có lý, ta không muốn nàng làm như vậy. Vì sao? Chàng có biết ta làm như vậy là đang giúp chàng không? Mẫu hậu thì sao? Người cảm thấy ta là người Trung Nguyên, cảm thấy ta sẽ phản bội Đại Lương, có biết không? Không tin tưởng ta. Sao có thể? Sao chàng sẽ phản bội Đại Lương chứ? Đương nhiên ta không phản bội Đại Lương. Vậy nên sắp xếp như hiện tại là tốt nhất. Binh quyền cứ giao cho Lăng Tiêu, ta làm đại dương. Nếu ta vừa làm đại dương vừa nắm binh quyền, triều chính chắc chắn sẽ đại loạn. Ta biết chàng như vậy cũng là nghĩ tới đại cục, nhưng mà chàng thực sự cam tâm sao? Vì nàng ta bằng lòng. Tới rồi sao? Linh Nhi, nào để ta xem nào. Thực ra nàng xem, hai đứa con này của chúng ta thông minh lanh lợi thế nào. Vậy nên chúng ta bên con mỗi ngày là ta đã thấy hài lòng rồi. Công chúa, phò mã làm đại dương, vậy con của hai người chính là tiểu dương tử và tiểu công chúa. Nếu để Lăng Tiêu tướng quân làm đại dương, không phải con của ngài ấy sẽ kế thừa dương vị sao? Như vậy là không được đâu. Đừng nói linh tinh. Linh Nhi, qua chỗ ta nào. Hôm nay con đã ăn gì? Không ngờ sau khi biểu ca lấy Lệ Na đã hoàn toàn thay đổi. Bình quý tốt bụng, tính tình lại đạm bạc, không thích tranh với người. Ta lo tương lai có một ngày Lệ Na sẽ xúi dục Lăng Tiêu tạo phản. Lệ Na, sao nàng có thể nói như vậy trên triều? Đúng, ta đã rất hối hận khi nói những lời này. Vì ta nói những lời này, cha không những không biết ơn, mà chàng còn trách ta, còn mắng ta. Không phải ta đã nói ta không muốn làm đại dương Tây Lương sao? Nhưng dù sao Tiết Bình Quý cũng là người ngoài. Dương hậu cũng vì chuyện này mới chậm trễ, không muốn để hắn làm đại dương. Thôi vậy, hôm nay ta không muốn tranh cãi với nàng. Lăng Tiêu, số của chàng có ý gì? Lẽ nào chàng không muốn làm đại dương Tây Lương là vì đại chiến sao? Lăng Tiêu, lẽ nào trong trái tim của chàng vẫn còn đại chiến? Nàng câm miệng đi. Nàng nói như vậy không chỉ sỉ nhục ta, cũng sỉ nhục đại chiến. Ta nói nàng biết, hiện giờ ta với đại chiến chỉ có tình cảm huynh muội, không hề có tình cảm nam nữ như nàng nghĩ. Được, nếu đã như vậy, vậy thì ta đồng ý để hắn tạm thời làm đại dương Tây Lương. Lệ Na, lời này của nàng nói có ý gì? Nếu hắn làm được thì để hắn làm, nếu hắn không làm nổi thì ta hy vọng chàng dùng binh quyền lật đổ hắn. Lệ Na, sao nàng lại có suy nghĩ này? Chàng nắm giữ binh quyền không phải là có ý này sao? Ta nắm giữ binh quyền là vì không để Tiết Bình Quý tùy tiện rời Đại Lương, để đảm bảo hạnh phúc của đại chiến. Thế nào, chàng nghĩ kỹ chưa? Lệ Na, hiện giờ Dương Hậu đã phong ta làm thân Dương. Từ nay về sau ta sẽ phò tá Đại Dương lo liệu triều chính. Chuyện khác Lăng Tiêu ta không nghĩ tới. Nàng đừng nói nhiều nữa. Lăng Tiêu, sao ta lại gả cho trượng phu như vậy? Được lắm Tiết Bình Quý, ta sẽ nghĩ cách khiến ngươi không thể làm đại dương Tây Lương. Gan to bằng trời lại dám thích sát đại dương Dương Hậu, bỏ che mặt xuống.
Người đâu? Bảo vệ đại dương Dương hậu. Lăng Thần Dương, Châu Lộ, đại dương Dương hậu đã trúng mê hương. Nhanh gọi họ tỉnh dậy, ta đuổi theo thích khách. Dạ. Công chúa phò mã, mau tỉnh dậy đi. Công chúa phò mã. Ngươi là ai? Vì sao muốn thích sát đại dương Dương hậu? Ngươi không biết đây là tội giết cũng tộc sao? Lệ Na, Lệ Na, Lệ Na, Lệ Na, vì sao vừa rồi nàng không nói? Vì sao không nói chứ? Nếu ta nói, chàng sẽ tha cho ta sao? Được rồi, đừng nói nữa. Ta đưa nàng đi chữa trị. Đừng, không kịp nữa. Sự việc tới nước này, ta không cứu được nữa rồi. Lệ Na, 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 Lệ Na. Đại chiến, ta nói rồi, ta vốn không muốn giết các người. Kết quả Lăng Tiêu, sĩ lại muốn xa tay với chúng ta. Sao tự nhẫn tâm tới như vậy? Đại chiến, đừng nói nữa. Lệ Na đã bị thương rất nặng. Buổi chiều sáng mai, ta sẽ tự nói rõ với Dương hậu. Lăng Tiêu ta nguyện nhận tội. Không, Lăng Tiêu, tất cả chuyện này đều là ý của mình ta, không liên quan gì tới Lăng Tiêu. Lệ Na, sao lại không liên quan tới ta? Nàng là thê tử của ta, chuyện nàng làm đương nhiên liên quan tới ta. Xin lỗi, thê tử như ta đã khiến chàng phải xấu hổ. Nhưng ngày mai mẫu hậu biết chuyện này, chắc chắn sẽ trách tội biểu ca. Lệ Na, cô thực sự quá hồ đồ. Công chúa, sự việc là như vậy. Có thích khách muốn thích sát chúng ta. Lệ Na vì bảo vệ chúng ta bị thích khách làm trọng thương. Bình quý, chúng ta nhất định phải nói như vậy, cũng bắt buộc phải nói như vậy. Đại chiến, ta muốn giết các người. Các người lại giúp ta sao? Còn muốn giúp Lăng Tiêu thoát tội. Ta thực sự không biết nên nói thế nào. Ta, bất kể nói thế nào, Lăng Tiêu với ta, chúng ta cũng giống huynh đệ ruột. Còn cô và đại chiến tình như tỷ muội. Cô làm như vậy cũng là muốn giúp Lăng Tiêu, vậy nên ta sẽ không nói ra. Ta tin công chúa cũng sẽ không nói ra. Xin lỗi, xin lỗi. Là ta đã sai, là ta đã sai. Bình quý, cảm ơn ngươi. Ngươi sẽ lượng thứ cho ta chứ? Lệ Na, giống như Bình Quý nói, hai chúng ta lớn lên từ nhỏ bên nhau tình như tỷ muội. Ta tha thứ cho tỷ. Ta thật ngốc, thật ngốc quá. Ta lại làm ra chuyện này với người tốt như vậy.
Đại Dương, ngài đăng cơ, ta không thể thấy, ta cũng không thể chúc mừng. Lệ Na, đừng nói vậy. Lệ Na, Lệ Na à, ôm chặt ta, hãy ôm chặt ta. Lệ Na, có thể chết trong lòng của chàng, ta cũng cam tâm tình nguyện. Lệ Na, Lăng Tiêu ta ở đây thề với trời, nếu nàng đi, đời này kiếp này ta sẽ không lấy người khác. Ta sẽ chăm sóc con của chúng ta, ta sẽ giữ gìn nàng cả đời. Nàng yên tâm, sẽ có một ngày sau này ta sẽ đi tìm nàng. Thật sao? Lời chàng nói là thật sao? Lệ Na, lời Lăng Tiêu ta nói, nói được, làm được. Lăng Tiêu, ta có lỗi với chàng, đều tại ta. Tại ta làm sai, ta quá hồ đồ, ta không ngờ phò mã nhân từ tới vậy. Lăng Tiêu, chàng tha thứ cho ta được không? Hãy tha thứ cho ta. Ta không hề trách nàng. Lô Châu, mau gọi thái y. Dạ, không cần đâu. Mọi chuyện đều ta tự làm, ta tự chịu. Chỉ xin mọi người giúp ta, giúp ta chăm sóc con của ta. Và cả Lăng Tiêu. Lệ Na tỷ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm như vậy, chắc chắn sẽ làm như vậy. Đừng quên nói với con chúng ta, mẹ của nó không phải người xấu, không phải. Lệ Na, ta sẽ nói với con của chúng ta, nó có một người mẹ tốt. Lăng Tiêu ta có một thê tử tốt. Nàng một lòng một dạ vì trưởng phu, nhưng trưởng phu lại khiến nàng thất vọng. Xin lỗi nàng. Lăng Tiêu, ta rất hy vọng, rất hy vọng ta đã không làm chuyện ngu ngốc, rất hy vọng có thể mãi ở cạnh chàng. Lăng Tiêu, Lăng Tiêu. Lệ Na, Lệ Na à. Lệ Na, Lệ Na à. Lệ Na, Lệ Na, Lệ Na à. Lệ Na, Lệ Na. Lệ Na.